những cậu cúc của khu vực trồng hoa Hà Thanh nè bạn, Hà Thanh Quy Nhơn nhé, chỗ gần cầu Nguyễn Tất Phát, những chậu hoa rất là to các bạn, cao 1m7 1m8 các bạn. Hiện tại thì trong công đoạn cuối cùng rồi, nhà vườn đã lên nẹp trái hết rồi các bạn. Nhìn bắp chuẩn bị nở các bạn ơi. Còn khoảng 3 tuần nữa là tới Tết. Khoảng tầm tuần nữa, 10 ngày nữa sẽ bung bung bông. Vâng, hỏi nhà vườn thì năm nay họ trồng hoa ít hơn năm ngoái rất là nhiều các bạn. Các anh nhà vườn ở khu vực Hà Thanh này cũng xác nhận và riêng bản thân mình thấy thì cũng ít hơn rất là nhiều. Năm nay dự kiến là một năm kinh tế khó khăn cho nên nhà vườn họ trồng hoa ít lại, sợ bán không được các bạn. Hoa tròn nè bạn, đẹp, khá là đẹp nha. Những chậu hoa Hà Thanh to đẹp. Cúc ở đây thì mình thấy họ đa phần là trồng những chậu to thôi bạn, tầm 800 1 triệu đó lên thôi. Vâng, cận cảnh một chậu cúc rất là to ở Hà Thanh nè các bạn. Đây là thành phẩm rồi các bạn, thành phẩm rồi. Họ đã lên trái nẹp hết rồi. Búp thì rất là tròn luôn các bạn, rất là tròn luôn này. Đấy. Rất là đẹp, rất là tròn. Chậu này thì phù hợp với đỡ những căn biệt thự lớn hoặc là công ty các bạn. Nhìn rất là to. Cũng cỡ vài triệu. Vâng, những vườn cúc mâm xôi đã bắt đầu nở nè các bạn. Nhìn rất là ra không khí luôn, nhìn rất là đẹp các bạn. Vâng, Thọ cũng mới hỏi một vài người trồng hoa ở đây lý do. Vì sao là họ năm nay họ ít trồng, không hoàn toàn là lý do kinh tế các bạn, không phải là hoàn toàn là lý do kinh tế khó khăn thì người ta ít trồng lại, không phải như vậy. Mà họ trồng ở đây các bạn, là đất ở đây là đất nhà nước này bạn, đất nhà nước nha, đất xung quanh này là đất của nhà nước. Khi họ trồng thì sẽ phun những cái loại thuốc, người dân sống ở đây thì lo ngại là ảnh hưởng sức khỏe của con cái, con cháu của họ, cho nên họ làm đơn họ kiện không cho những người trồng ở đây nữa. Đó, nếu mà trồng thì phải tìm một chỗ an toàn để mà trồng, chứ không phải là mình cứ nghĩ là năm nay kinh tế khó khăn cho nên mọi người giảm bớt trồng hoa lại. Hoa thì có bớt nhưng mà lý do là lo sức khỏe các bạn. Và đất đây là đất trong khu dân cư. Vâng, một gọi là cánh vườn của cúc mâm xôi các bạn ở Hà Thanh. Nhìn rất là đẹp. Vâng, rất là đẹp các bạn. Bây giờ đang trong giai đoạn bắt đầu hoa nở các bạn. Cho nên các bạn thấy những cái hoa, chậu hoa đã bắt đầu nở màu vàng rồi. Nhìn rất là đẹp nha. Rất là rộng luôn các bạn, từ đầu bên này qua đầu đến bên kia thì chỗ này các bạn, bao la này, không biết là bao nhiêu chậu, phải tính bằng hàng ngàn các bạn, hàng ngàn chậu. Đấy, đây là những chậu bắt đầu hoa nó bung ra này. Cỡ như thế này là theo mình nghĩ là rất là vừa Tết các bạn,
tại vì Tết còn khoảng 3 tuần nữa mà bắt đầu chớm nở như thế này thì mình nghĩ là ok, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn. Ở khu vực này là gọi là Hà Thanh các bạn. Gần cầu Huỳnh Tấn Phát đó các bạn. Thuộc phường, chỗ đây thuộc phường Đống Đa. Bên kia là phường Nhân Bình các bạn, bên kia sông là phường Nhân Bình. Nhìn đẹp. Năm nay thì người trồng hoa ở khu vực Hà Thanh này trồng ít hơn các năm rất là nhiều các bạn, ít hơn tầm chiếm bằng 1/3 thôi các bạn, 1/3 hồi trước thôi, 1/2, 1/3 thôi. Đấy,